thành phố Hồ Chí Minh thu hơn 61.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2024 của thành phố H tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 206.380 tỷ đồng, bằng 59% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu loại trừ các khoản thu đột biến và tác động của chính sách thì tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tăng 18% so với cùng kỳ. Kinh tế phục hồi, hàng loạt thuế thu ngân sách tăng. Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, số khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt tốc độ thu khá trong nửa đầu năm nay. Đơn cử như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, như thuế thu nhập doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã thu ngân sách đạt hơn 61.600 tỷ đồng, đạt trên 66% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Thuế giá trị gia tăng và thu đạt khoảng 44.100 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt hơn 35.400 tỷ đồng, đạt 61% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu năm nay, thuế thu nhập doanh nghiệp thu đạt hơn 61.600 tỷ đồng. Số thu ngân sách từ các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VA, thu nhập cá nhân của thành phố Hồ Chí Minh tăng trong nửa đầu năm. Các chuyên gia kinh tế cho biết, nguyên nhân là do một số ngành, lĩnh vực kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng ổn định, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố, GDP, 6 tháng đầu năm ước tăng khoảng 6.5%, cao hơn 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25.250 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới gần 194.800 tỷ đồng, vốn đăng ký bổ sung khoảng 133.160 tỷ đồng, tăng 9% về giấy phép và tăng 1% vốn. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế VAT gần 4.700 tỷ đồng. Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn kịp thời đưa vào sản xuất kinh doanh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực thực hiện công tác hoàn thuế VAT. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tiếp nhận 624 hồ sơ tương ứng số thuế đề nghị hoàn thuế VAT hơn 13.200 tỷ đồng. Theo đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định hoàn thuế đối với 508 hồ sơ, tương ứng số thuế đã hoàn gần 4.700 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán, tăng 65% về số hồ sơ và tăng 93% về số tiền hoàn so với cùng kỳ 2023. Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn kịp thời đưa vào sản xuất kinh doanh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực thực hiện công tác hoàn thuế VAT. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, ước tính đến hết tháng 6 năm 2024, số nợ thu được là khoảng 21.600 tỷ đồng, trong đó thu nợ năm 2023 hơn 6.100 tỷ đồng. Thu nợ phát sinh năm 2024 trên 15.400 tỷ đồng. Năm 2024, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được giao dự toán là 351.860 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 333.960 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 17.900 tỷ đồng.